Buổi sáng đầu tuần, dư luận thủ đô và cả nước chấn động trước thông tin về cái chết của một cháu bé mới 35 ngày tuổi tại huyện Thạch Thất, Hà Nội. Một cặp vợ chồng trẻ khi tỉnh dậy vào sáng sớm nay đã hoảng hốt không thấy con mình đâu. Khi đi tìm thì họ bàng hoàng phát hiện cháu bé đã tử vong trong chậu nước trong nhà tắm. Có thông tin cho rằng cháu bé bị sát hại để trả thù. Nơi phát hiện cháu bé đã chết là một căn nhà 2 tầng nằm lọt giữa các căn nhà xung quanh ở cuối ngõ của thôn Đình, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Một số người dân có mặt tại thời điểm phát hiện vụ việc cho biết, vào khoảng 6 giờ sáng nay, anh Vũ Đình Từ Hải cùng vợ là chị Trinh thức dậy nhưng không thấy con trên giường nên đã tìm kiếm và phát hiện con trai đã chết trong chậu nước đặt dưới tầng 1 của căn nhà. Trên người cháu bé có nhiều vết tím tái, mặt phủ khăn vải màu trắng. Cùng với đó, tại khu vực cầu thang của căn nhà xuất hiện dòng chữ viết hoa với nội dung "Tao sẽ giết cháu mày Lăng". Những người sống gần nhà anh Hải cho biết Lăng là tên ông nội của cháu bé. Từ nội dung dòng chữ tại hiện trường vụ án, nhiều người nghi rằng đây là một vụ sát hại để trả thù cá nhân. Cũng theo người dân nơi đây thì anh Hải là con trai thứ của ông Lăng và bà Nguyệt. Cháu bé bị chết là con trai đầu lòng của vợ chồng anh. Trước ngày xảy ra vụ việc, người dân không phát hiện điều gì bất thường khi anh Hải vẫn đi làm nghề mộc, còn chị Trinh ở nhà chăm con. Mặc dù sự việc xảy ra từ sáng sớm nhưng đến chiều nay, rất nhiều người dân vẫn tập trung tại khu vực thôn Đình để theo dõi. Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc và cho rằng chưa biết động cơ của hung thủ là gì, nhưng việc ra tay sát hại một đứa trẻ sơ sinh như vậy là tàn độc và không thể dung thứ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt thực hiện khám nghiệm hiện trường để truy tìm hung thủ.